Sáng ngày 30 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động cơ sở và các trường học trong huyện. Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, các ngày lễ của quê hương đất nước đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra kết quả có 100% công đoàn cơ sở tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức như cấp phát tài liệu treo băng rôn treo cờ phối hợp với trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện đài phát thanh ở cơ sở tuyên truyền được 27 buổi nói chuyện tuyên truyền chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên công nhân viên chức lao động học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả có 100% công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện học tập, hơn 96% đoàn viên công nhân viên chức lao động được tiếp thu các nội dung tuyên truyền và lựa chọn các nội dung đăng ký học tập và làm theo bác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện gắn với tập trung các phong trào thi đua trọng tâm như phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo phong trào làm vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thành tận tụy sáng tạo gương mẫu lồng ghép tuyên truyền các chế độ chính sách đối với lao động nữ, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cho chị em công nhân viên chức lao động và tiếp tục phát động phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động. Ngoài ra, công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham gia công tác từ thiện, tương trợ giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là công tác chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cũng tại buổi sơ kết này, Liên đoàn Lao động huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.